đón các con lên trang trại, tạo bất ngờ cho các con. Mấy con bò mà kiểu dạng như bê ấy. Đấy, bê nó nhỏ ấy mọi người, nó còn chui qua mấy cái khe này, nó đi ra ngoài này luôn. Wow. Grande. À, nó ninh cảnh đấy. Ôi, con này thì ok rồi. Con này tên Baria rồi đây. Tên Grabia rồi. Đây, tất cả các con bò thì mà tất cả các con là tròn rồi. Tròn rồi. Thì bây giờ là chỉ việc về xem cái đoạn video với là tên ai thì sẽ điền thôi, điền với là bấm cái lỗ tai khắc tên của người ấy luôn. Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Sở Châu Phi. Hôm nay là một cái video rất là đặc biệt, đó là tạo một bất ngờ cho các con nuôi ở trên bản là Phéo nha mọi người. Đấy, thì hiện tại là mình đang chạy lên để đón các con lên trang trại, tạo bất ngờ cho các con. Bất ngờ cho các con video ngày hôm nay là theo như ngày xưa ấy thì mình còn đang nhỏ ấy. Đấy, thì nhớ không nhầm là ở nhà mình ấy ngày xưa cũng nuôi bò với gì ấy mọi người. Đấy, thì kiểu bố mẹ ấy cũng kiểu đưa ra khoán đấy, khoán cho một con bò đấy, một con bò sau to lên đấy, bò to lên hay là bò đẻ thì cứ lấy mà bán đấy để làm cái này làm cái kia sau này lớn lên đấy. Thì mình video này mình cũng sẽ áp dụng như thế. Ngày xưa bố mẹ mình làm như thế nào thì bây giờ mình sẽ làm y như bố mẹ ngày xưa. Đó là ở nhà tình thương tất cả các con nuôi thì mình sẽ cho mỗi con một con bò. Một con bò nhá. Cho không phải để bán bây giờ nha mọi người. Cho là để khi mà bò ấy nó đẻ ra ấy thì lúc ấy là sẽ chăm cho nó lớn lên đấy. Sau lớn lên rồi thì mình sẽ bán lấy cái số tiền đấy phục vụ cho các con đấy. Thì kiểu bò thì bây giờ vào Quang Linh Farm thì cũng khá là nhiều, mà bò ấy thì mua về ấy, thì nó cũng coi như là một cái tài sản đấy. Nếu mà ở Việt Nam ở bên này cũng thế, nó cũng xem như là một cái tài sản để cất đấy. Mà mình cũng đang định hướng cho các con là khi mà đi học về ấy, thì có thể là lên trang trại học về chăn nuôi và làm nông nghiệp. Thì mình sẽ cho các con vào trong cái mảng nông nghiệp với là chăn nuôi dần dần đấy. Rồi, mọi người thấy cái ý tưởng này như thế nào thì mọi người cứ comment cho mình xin ý kiến nhé. Cho mỗi người một con đấy. Mà bò ở Quang Linh Farm là hầu hết những cái bò to ấy, những con bò to là bò sắp đẻ rồi, và đợt vừa rồi cũng đẻ một con thôi. Thì tí nữa lên là cho các con từ tròn đấy, từ tròn để sau này khi mà bò đẻ ra thì các con có thể lên trang trại chăm hoặc là đưa con bò con ấy về gần chỗ bản là Phéo này đấy, làm cho một cái chuồng chăn bò đấy. Bò là cũng một cái tài sản rất là lớn đấy. Nếu mà con bò to bây giờ mua nhá là cũng là 400-500 nghìn, mà 400-500 nghìn thì nếu mà tính ra cái tiền Việt Nam ấy thì nó cũng không đáng bao nhiêu đâu, nó tầm 15 triệu thôi, nhưng mà so với cái tiền bên này thì nó là một cái giá trị rất là lớn về cái tài sản, cực kỳ lớn. 500 nghìn không phải đơn giản, ai cũng có 500 nghìn đâu. Để mà nói ở cái tỉnh hay là ở huyện, ở trong cái tài khoản mà có ngân hàng 500 nghìn là không hề có, không hề đơn giản. Tại vì cái lương trung bình bên này, nếu mà làm công nhân công trình cái gì ấy, tháng bét nhất phải 20 nghìn, 25 nghìn đấy.
Còn à đâu, không phải 25.000, 20.000 là người làm công trình, làm xây dựng ấy. Đấy. Còn những cái cửa hàng hay là trồng trọt gì đấy, có người cả tháng có 15.000, rồi là 18.000, 20.000. Không hề không hề đơn giản mà có cái số tiền đấy. Vì thế mà mình sẽ cất cho các con làm đấy là một cái tài sản. Đấy, sau này các con lớn lên ăn học đại học các kiểu đấy, mình phải tính phải lo được xa như thế thì mới yên tâm được. Thôi, bây giờ lên đón các con để bàn giao những con bò ở bên con lên farm cho các con. Về nói chung là về chăn nuôi hay là nông nghiệp hay gì đấy, mình mua cái này mình mua cái kia, sau có cái giá trị của nó khi mà kiểu bò nó đẻ ra thì cũng cho các con thôi, chứ mình lấy làm gì đâu, đúng không các bạn? Cứ bán đi cho lấy tiền cho các con, rồi sau học cái này học cái kia nhiều lắm. Mà các con mình nhận nuôi thì nó là gắn bó cả đời của mình rồi. Đấy. Kể cả bản thân sau này mình về Việt Nam thì mình cũng kiểu là sẽ qua đây vài tháng, sẽ qua đây một lần, kiểu vậy. Rồi, cái đường rất là xấu mà hiện tại là cái xe này là xe gầm thấp ấy, không đi được. Trời thì mưa lầy, chắc là sẽ dừng đầu cái cầu này, cái cầu phía trên này nhá mọi người. Nhà tình thương thì ở trên kia rồi. Xong đấy đội Minh Gù sẽ chạy lên kêu các con xuống để chở lên trang trại. Mọi người chờ xem cái phản ứng của các con khi mà ba chuyên nhượng lại cho mỗi người một con bò để làm cái tài sản sau này, thì mọi người xem phản ứng của các con như thế nào nhé. Chắc là mừng lắm đấy. Ở cái huyện này, để mà nói về bò ấy, bò nhiều ấy, thì trang trại mình cũng phải là gọi là top 10 trở lên rồi. Không phải đơn giản đâu, tài sản bò bên này nó đấy lắm, khác gì bỏ tiền ngân hàng đâu. Rồi, đi lên chở các con lên trang trại nhá. Phải bò từng tí một mới lên được đây các bạn. Xe gầm thấp quá, lúc này mới chấn một cái ở cục đá, sợ thật. Đây rồi, lên nhà tình thương đây rồi. Xe này là mua chỉ để phục vụ cho anh Thế với anh Hậu chạy đi trang trại đấy, cho đỡ che mưa che nắng thôi. Chứ còn về cái độ bền của nó khi mà đi vào trong bản ấy thì không đi được, khó đi lắm, phải năm hai năm là nó hỏng ngay. Rồi bây giờ phải chờ các con vào lên thùng cái này, phải chạm mà chạy chậm không là lại nguy hiểm. Ôi tụi bay có mồ, ôi hoa đẹp nha. Ê ô à, thì cái này được trồng này. Ê tụi ta sẽ tụi ali ya hoje eu vou levar fazenda tem uma coisa barato aqui. Já? Uma coisa bem grande. Món quà cực kỳ lớn. Xem hoa các bạn này. Đấy, úi giời ơi, cái này phải ra. Cái này phải hái đi chứ nhỉ? Cắt đi chứ, cắt về cắm bình ấy các bạn. Chứ để như này nó cũng kiểu là nó tàn thôi đúng không? Cắt là nó cứ lên thôi. Ui, cái đấy, thế thì cái này để mai làm cái video đưa về nhà cắm hoa đẹp nhở. Cái này được anh Tiến trồng này mọi người, để cắt về để ở chỗ bàn nhìn cũng rất là đẹp. Thôi Vâm, tu lù Vâm nào. Bây giờ là xe thì không đủ chỗ được, tất cả các con là phải ngồi sau thùng đấy, chịu khó ngồi sau thùng, mình đi chậm lại một tí. Rồi Subi nhá, Subi. đông người quá, xe Hilux thì mình xe bị tai nạn rồi, không ấy được, xe gầm thấp.
Ô, ê, xin kê. Hơi, bị kê nụ vai, bị kê nụ vai ba sủ. Nguy hiểm đấy. Chỉ ấy thôi. Mấy anh này đi luôn à? Ui, giết ra ấy. Ê, xin tên bờ đây của. Giết rồi, giết rồi. Cho cái đinh này xuống đi. Ô, mai ăn đi. À đây, lên đây, lên, lên. Lên hết đi nào. Thôi, thôi, ok, bây giờ đi. BKB nhá. Bán được chắc đấy. Đấy. Nói chứ một lần di chuyển cũng rất là khó nha mọi người. Khó lắm. Xe cổ thì nếu mà tính Hilux thì phải ngồi 4-5 người. Nhưng mà bây giờ đông quá thì phải ấy thôi đi, lấy xe này đi. Ok, bây giờ lên trang trại nhá. Ok nha mọi người. Đến trang trại rồi. Ôi dồi ôi. Thế luôn, đi cái xe này mà như mà bò ấy các bạn. Đi bộ ấy. Tại vì đi nhanh, gầm nó thấp mà đường nó cồng kềnh, sóc lên sóc xuống, sợ thật, đau hết cả lưng. À hôm nay Quý nấu ăn cho công nhân các bạn. Đợt này thực chất là về Quang Farm thì đang trồng ngô với gì ấy, thì chưa có thành quả gì cả, nên là cứ tranh thủ mấy cái thời gian như này nấu ăn những cái món Việt Nam cho anh em đang trải thưởng thức đấy. Đến là chuồng bò, các con bây giờ là cũng thắc mắc lắm, không hiểu thằng bố này làm cái gì, đưa vào chuồng bò làm gì ấy. Đậu trước cây luôn rồi đấy. Rồi, xuống nào. Đã có đi ăn sao vậy là tên Comela. Cho tất cả các em nhỏ này kia có nấu ăn ở đầu ấy. Rồi thì, bây giờ vào chuồng bò thì ui ôi, cái này phải lùa bò ra ngoài rồi. Để cho bò vào đấy, rồi đi ở dưới này không nó húp đấy. Mấy con bò mà kiểu dạng như bê ấy. Đấy, bê nó nhỏ ấy mọi người. Nó còn chui qua mấy cái khe này, nó đi ra ngoài này luôn. Bây giờ là 9 con nuôi. Thì cứ chọn là bò to thôi. Tại vì bò to là sắp đẻ rất là nhiều. Nên là cứ chọn bò to. Ui rồi con kia bụng to kìa. Bụng to. Ui. Da boy entra aquí ya. Entra ru cuatro ya. No fica la aquí. Vô Barça. Vâng, vâng. Đa bò em ra. Để cho bò vào phía trong chuồng đi. Chứ không các con vào nó hút ấy. Nó hút là toang ấy. Ê, đa bò em ra cái đủ quá tử. Nó phải cả là đủ xí tùa cái bạc xa. Tí cho mọi người xem. Ôi, đê bà gà. Từ thôi. Rồi. Tu đồ à, entra aquí nè. Bò thì mới đi ăn về. Ơ con bò con đâu nhỉ? Ê để cái lì nè nè on đi. Hả? Khỡ nó nào. Ôi, boy đi tinh nè nè on đi. Ta hoàn đâu on đi. Hả? À aquí. À so you you. Da da entra da. Na da. Để cho bò vào đó. Tu 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 vai la đi, không nó húp đây. Khoan là từ từ. Ê da, mấy con bò to này hút gớm nhỉ. Đấy đấy.
À nào, đa fica fora né? Entra. Não é? Não, é aqui, do meio. Boy, fica fora, depois dá entra quatro aqui. Não é? Để cho bỏ ra, cho bỏ ra rồi. Cho bỏ ra rồi là. Đấy, bò ở giữa, bò này là bò nhỏ, nên là nó chui ra ngoài. Tại vì mấy con bò to nó hút các bạn ạ. Mấy con bò to nó hút mấy con nhỏ này này, nên là mấy con nhỏ này nó chảy ra phần ở dưới này. Ôi. Đẹp bà ca. Đẹp bà ca. Mấy con bê này đẹp nhỉ. Sí. Ya, pesa. Amaria aquí, da entra. Đâu vào đấy ngay. Đây con bò con đây các bạn này. Đâu này này, con bò con. Đây này. Đây. Nhìn con bò như thế này. Gầy như này mà nó đẻ ra kinh đấy. Tưởng là bụng to lắm nó mới đẻ nhỉ. Chứ con này bụng nhỏ lắm. Đây này, con bò con này. Đấy, con bò con đấy. Là đây con bò mẹ. Đấy, nhìn nhỏ như này thôi nhưng mà nó đẻ. Hay thật. Tưởng là bụng phải to lắm. Có mấy con bụng to lắm các bạn ạ. Cái này để cho các con chọn. Để cho các con vào để giải thích cho các con hiểu là mục đích ngày hôm nay đưa các con lên đây làm cái gì. Vào đây. Rồi, đây là 9 đứa. Thì agora, né? Esse é do boy pai. Então, agora, beso contra grande. Depois saiu neném, né? Depois saiu neném, né? Neném fica mais grande. E vai vender. Depois dá dinheiro, tudo filho. Já? Esse vai guardar dinheiro. Depois tem muita coisa comprar para ti. Vê? Sim. Então agora, quem gosta, qual é boy? Tem neném. Conhece? Conhece boy tem neném como? Hã? Không biết rồi, cái này khó chọn lắm. Đến cả bố đây còn chưa biết con nào có đang mang bầu. Cứ to là chọn thôi. Es grande như là Ukra. Đấy, Baria. Đấy, thấy chưa? Con đen đen này. Ê, Baria nè. Dạ, tên này nè. Grabia Aragi, boy. Ê, Aragi, đây, con này nè. Đấy. Ê, boy, tên Bikenu, nào. Bikenu, ấy nè. Nó tên Grabia. Đấy, giờ cứ chọn thôi. Chọn là chắc là làm cái video này là nhìn để làm cái bằng chứng nhỉ, bằng chứng sau mà lỡ may không phân biệt được cứ chọn thôi. Qua Ukura lắm. Wow, gosu quay gosu qua lại bồi cano scolie hả. Ấy thôi cứ chọn thôi. Chọn đây là chụp ảnh lại. Không thì làm cái video này. Rồi, để hỏi từng người một. Ung nhá. Rồi, đây. Wow.
rồi là để quay luôn, quay video lại luôn. Hoa. Gần lan như. Korea. Korea. Es pequeño, es ainda no tiene nada. Es sí, cuando salió nene. Fica muito tempo. Muito tempo. Vê bem qual é boy, já tem nené. Depois vou sair rápido. Não é? Hã? Sim, correndo. Ah, quem? Quem? Quanto tu não? Hã? Ai, é ai. Quem? Thế cho anh lớn nha. Anh lớn con này nhá. Đây, cho mọi người xem này. Đấy, con này nhá. Để mình zoom lại. Đây, anh lớn này. Đây, anh lớn là con này nha mọi người. Đó đấy. Có video ghi lại rồi, nên là mọi người cứ yên tâm. Ờ, đây là anh lớn nhá. Es grande ya. Ali. Né? Rồi. Cứ chọn thôi. Vai, vai, Ukura. Đi tìm đi. Có không? Okay. Rồi. Anh này, đại ca này là con này. Rồi, đấy. Quay màn hình gần gần như thế này. Để cho dễ phân biệt sau này. Rồi. Đâu? Wow. Ê, cái đàn chứ? Con nào? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, ấy, ấy. Wow, ấy. À đây. Rồi. Ôi giời. Con này cũng lem lem như con này nhỉ. Cái này phải bấm tay số thôi. Để quay lại sau tí về ấy. Ai nữa? Kênh, ai đây này? Wow. À, ese ya tiene ahí no ni cae, ¿no? Sí. Uy, con este tío, ok, rồi. Con này tên Maria rồi. Tên Gravia rồi. Đấy, quá được. Ok, là em này. Ai nữa? Đây. Chọn đi, chọn đi. Cứ chọn thoải mái đi. Bò của bố mà của ai đâu mà sợ. Hả? À đây à. Đây đây. Đâu rồi, để xem nào. Đây con Branca đấy. À màu trắng này. Con màu trắng này. Rồi. Đấy. Cứ quay như này là ấy thôi, là sẽ có thôi. Về dễ phân biệt. Ai? Kênh, Mai Kênh. À, đâu? Chọn đi. Wow. À cái này á. Cái này á. Số út xuôi mà. Đây. Con bò này là của dễ phân biệt nhất này. Con bị mắt bị ấy đấy. Bị gì nhỉ? Cục có cục thịt thừa đấy. Đấy có cục thịt thừa là đây. Con này anh này. Rồi, ai nữa? Cái anh nào? Nhanh nào, ra video nào. À, ở đâu? Wow. Brang, à. Con mèo đen này á? Brangu Bretu? Brangu Juntu Bretu? À, ok, đấy. Con, để lại quay. Quay cho kỹ nào. Rồi. Biết rồi đấy. Con màu đen ấy có một chút đếm màu trắng. Mấy kênh? Em. Ui ôi, nhiều thế nhỉ? 9 người mà. Nào. Đâu? Akele. Akele, ya tem beso? À, của anh lớn rồi. Cái gì của anh lớn rồi? Akele. Wow. Akele. Ở đâu nhỉ? Branca? À, ok. Con này. Rồi, tí lấy cái sổ sách ra mọi người nhá.
tí vai cơ rè ve, tí lấy cái vừa cuốn vở rồi sau mình ấy thôi. Mai mai kênh hết chưa? Giá cả bố? Ok. Ê sĩ vai hoàn đả nè. Để bố escola para quanto hora? Escola para quanto hora vai casa? 14 15 15 hora 15 giờ chiều là nghỉ học, tan học thì sẽ lên trang trại học về một chút về nông nghiệp và cũng chăn nuôi. Tại vì sau này cũng sẽ kiếm ra tiền từ nông nghiệp với là chăn nuôi. 15 hora e nosso leva carro e vai aqui. Vai trabalhar o bocado de outra. Yeah? Ok. Đấy, tất cả các con bò thì mà tất cả các con là tròn rồi. Tròn rồi. Thì bây giờ là chỉ việc về xem cái đoạn video với là tên ai thì sẽ điền thôi. Điền với là bấm cái lỗ tai khắc tên của người ấy luôn. Khắc tên của các con luôn. Để giao dễ phân biệt sau này. Esse quanto saiu nené? É. Tipo isso. Để. Có cái mà phân tích nói cho nó ok. Đấy, như này. Esse. Ồ, quanto é boy? Boy é quem? Saiu, né? Sim. Sim, saiu ali. Sim. Esse amigo. Esse depois foi mais grande, né? Sim. Vou vender. Vou vender. Sim. Sim. Quanto é boy do filho quem? Saiu nené. Vou chamar vi. Sim. Yeah? Sim. Vou chamar vi. Sim. Ué, agora uma boy grande. É 500 mil. Sim. Depois mais 2 anos, 3 anos, tem 500 mil. Vou dar mesmo. Esse vou dar. Sim. Vou dar, não é mentira. Sim. Vou dar. Yeah? Não é boy grande. Boy saiu nené. Dạ. Đấy, thì mình cũng giải thích cho các con rồi. Là bò của anh nào sau này mà đẻ đấy thì sẽ kêu lên trực tiếp nhìn. Đấy. Thì cái con bò con này sẽ được nuôi lớn và sau này sẽ bán để làm cái tài sản cho các con. Đấy, ok. Vâng. Rồi. Đấy thì mọi người xem thử cái video này như thế nào. Mọi người có ý kiến gì muốn góp ý cho các con thì mọi người cứ comment thôi. Đấy thì cái kế hoạch này thì mình theo ngày xưa của ba mẹ thôi. Ba mẹ mình ấy thôi, cũng bảo là bàn giao cho con bò đấy. Đấy, tử đi chăn bò đi. Rồi cuối cùng cũng bán này, có được đồng nào đâu các bạn. Nhưng mà ở bên này thì nó khác. Đấy, ở Việt Nam thì bò giá trị nó cao. Đấy, mà lúc ấy nó cũng không, kiểu là mình cũng đang còn nhỏ ấy, cũng chưa được to lắm, nên là cũng đang dài. Chưa biết. Đấy, đấy là ngày nào cũng vác bóng đưa bò ra ngoài sân bóng ăn. Đấy, ngày nào cũng đều như vắt chanh. Rồi cuối cùng cũng ấy thôi, là bị lừa đi chăn bò rồi. To lên mới biết được, lúc ấy ăn nhỏ lắm. Rồi ok, mọi người thấy video này hay và ý nghĩa cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh con lên blog của Thành Châu Phi để ngủ anh em mình nha. Bây giờ là phải chở các con về, trời mưa rồi. À không, để bảo các con lẻo này ăn anh quý nấu ăn bên ấy, rồi tí là chở về sau. Ok, chào tất cả mọi người nhá.